bạn ơi, bơ khi mà vào mùa thì thường rất ngon và rẻ. Vậy thì tại sao mình không nghĩ cách bảo quản để có bơ ăn dần nhỉ? Để Ly bày cho các bạn cách mà Ly vẫn có bơ ngon bổ rẻ ăn quanh năm và bất kỳ lúc nào thèm nhé. Bơ khi mua về, các bạn nên xếp riêng những quả xanh và những quả sắp ăn được ra, không nên xếp chồng lên nhau kẻo làm dập bơ. Nếu muốn bơ nhanh chín thì các bạn phủ vải ẩm lên bơ, sau khoảng 1 đến 2 ngày là bơ sẽ chín. Mình có thể kiểm tra bằng cách ngắn nhẹ lên thân bơ. Đây, như các bạn thấy là cái quả này nó đang hơi bị nhũn cái đầu của nó rồi đây này. Mình sẽ xử lý quả này trước. Các bạn có thể bổ bơ này, bóc vỏ thái khoanh tròn hoặc là thái miếng tùy theo cái ý thích của các bạn. Riêng Ly thì Ly thích thái khoanh bởi vì nhìn nó rất là đẹp. Sau khi đã bóc vỏ và bổ hết ruột của những cái trái bơ thì Ly sẽ cho vào ngăn đá tủ lạnh cấp đông. Chừng khoảng 1 tiếng thì các miếng bơ sẽ cứng lại. Và lúc này thì Ly có thể dễ dàng nhặt bơ bỏ vào các túi zip hoặc là các cái hộp và cất vào ngăn đá để dùng dần. Các bạn nên dùng những cái túi mà có cái miệng kéo kín một chút thì cái chất lượng bơ bảo quản nó sẽ tốt hơn. Khi ăn thì mình chỉ cần bỏ bơ ra giã đông rồi ăn trực tiếp, hoặc là chế biến với sữa chua, dầm đường làm sinh tố đều rất là ngon, mà hương vị thì không quá khác biệt so với lúc tươi đâu ạ. Các bạn thử nhé. Hẹn gặp lại các bạn.